Và xin kính chào quý cô chú và anh chị em đã quay trở lại với kênh Tin Vui Vlog. Ngay lúc này con đang có mặt tại ngôi thánh đường giáo xứ Hà Nội để chuyển tới quý vị những hình ảnh trong buổi sáng ngày hôm nay. Và lúc 9 giờ Đức cha Tân Cử Phụ tá Đa Minh Nguyễn Tôn Anh ngài sẽ về thánh đường giáo xứ Hà Nội để dâng thánh lễ tạ ơn trong buổi sáng ngày hôm nay. Con xin gửi tới quý vị những thước phim này, xin mời quý vị cùng theo dõi nhé. Riêng con sống trong tình yêu thương của ngài. Phía bên tay phải là một khung gạch rất lớn để chuẩn bị cho buổi trưa ngày hôm nay. Ánh sáng nó hơi nắng nên quý vị hết sức thông cảm nhé. Với khuôn viên Hà Nội thì rất là rộng lớn, nên việc tổ chức những buổi lễ lớn như thế này thì không quản ngại về không gian nha quý vị. Một phòng bạc rất là lớn. Và phía hai bên là màn hình lớn để chuẩn bị cho thánh lễ vào lúc 9 giờ sáng ngày hôm nay. Chính anh em là muối cho đời, nhưng muối mà nhạt đi thì lấy gì muối cho nó mặn lại? Muối sẽ thành vô dụng. Matthew chương 5 câu 17. Nơi khán đài B đã được chuẩn bị sẵn sàng cho tiệc mừng buổi trưa ngày hôm nay. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Matthew chương 5 câu 8. Những khẩu hiệu băng rôn rất là đẹp. Sao anh thấy cái rắc trong mắt của người anh em, mà cái xà trong mắt của mình thì lại không thấy? Matthew chương 7 câu 3. Tất cả công tác chuẩn bị cho buổi trưa ngày hôm nay đã sẵn sàng rồi nhé quý vị. Xin cập nhật những hình ảnh mới nhất cho quý vị. Chào anh em nhá. Hôm nay phấn khởi quá ha. Đây, ước chừng khoảng tầm hơn 100 bàn nhé quý vị ơi. Em ơi, chính xác đây bao nhiêu bàn hôm nay em? Em biết. Đấy hả? Không, mình không cập nhật được hả? Chắc khoảng tầm khoảng 120 bàn nha quý vị. Xin phép để con sẽ review ở bên trong kia. Công tác chuẩn bị ở trong phía trong nhà thờ nha quý vị. Con sẽ quay bên ngoài này sau. Đây là màn hình LED rất là lớn để chuẩn bị cho thánh lễ vào lúc 9 giờ sáng ngày hôm nay. Và đây là trong nhà thờ. Một khung cảnh rất là đẹp.
đây là chìa khóa cửa Năm Thánh của Giáo xứ Hà Nội. Những ai đến viếng nhà thờ Giáo xứ Hà Nội trong năm nay thì sẽ nhận được một ơn toàn xá. Mọi khâu chuẩn bị dường như đã hoàn tất và chỉ chờ đến giờ là thánh lễ sẽ được diễn ra. Và đây là một bức ảnh rất là lớn, rất là đẹp của Đức Cha Phụ Tá. Đức Cha đem mình đến chỗ này, trang phục Phụ Tá giáo phận Chúa Lộc. Bức ảnh rất đẹp, quý vị ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rất đẹp. Rõ nha. Vâng, là đẹp thế. Dạ dạ. Đây là bên phục vụ nước uống cho quý khách hôm nay về tham dự thánh lễ. Rất là chu đáo không ạ? Vâng. Dạ. À vâng, kênh của em là kênh Tin Vui Vlog ạ. Dạ vâng. Hôm nay các cô nhìn xinh tươi quá. Và sẽ đi tiếp phía dưới kia cho quý vị xem nhá. Đây là một đội trắc của giáo họ Lộ Đức thuộc Giáo xứ Hà Nội. Đội trống này rất là đẹp, rất là mạnh. Nhất là các bạn nữ này, các bạn nữ đánh trống rất là giỏi nhá quý vị. Đây và một màn hình LED lớn nữa để thuận tiện cho việc xem lễ cho buổi trưa ngày hôm nay. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh nhưng còn nhờ mọi lời Thiên Chúa phán ra. Matthew chương 4 câu 4. Những tác đồ khẩu hiệu rất là hay. Xem bên trong của nhà mục vụ sẽ chuẩn bị những gì nhé quý vị. 1, 2. Cùng làm tối cho người đi. 1, 2. Và lát nữa đoàn rước sẽ đây. Các bác các anh trong ban phụng vụ đang tấp nập chuẩn bị trước giờ thánh lễ. Cà phê, tất cả mọi thứ đều chuẩn bị cho quý khách về dự thánh lễ hôm nay nhé. Chào các cô nha, chào các chị nha. Dạ. Lâu lắm nay được phục vụ lễ lớn như vậy phải không ạ? Rồi, tiếp theo thì ta sẽ vào trong nhà mục vụ. Vâng, chào bác nha. Đây, mọi công tác trong này thì hầu như chuẩn bị hết ở ngoài nhà thờ. Trong này thì không thấy gì nhiều chứ quý vị. Một bức tranh lớn được đặt ở đây. Giáo xứ Hà Nội hân hoan chào đón.
bức tranh đẹp quá. Rất là đẹp. Và trong này chắc là quý cha sẽ dùng bữa tiệc trong trong đây khi thánh lễ kết thúc. À chà. Trong này khoảng 20 bàn nha quý vị. Đây là trong nhà mục vụ của giáo xứ Hà Nội. Mọi công tác chuẩn bị rất là chu đáo, chuẩn chu và rất là sẵn sàng. Tôi cho phép con được kết thúc video này tại đây nha quý vị. Xin mời quý vị cùng đón nhận và xem những video tiếp theo con sẽ cập nhật trong thời gian sớm nhất nhé.